30 lộn. Sorry. Trời ơi, ham ăn quá. 30 nha. Này 34.000. Này 15.000. Trời, ăn khí thế luôn, cô chủ đem ra cho quà ba anh em luôn cả nhà. Trời ơi. Hoàng Sơn. Lý Hương ăn no lắm luôn cả nhà. Anh Xuân Duy thì sạch tô rồi ha. Lý Hương còn đây để xử sạch cái này cái. Rồi lá sen, cái này nó ở sao? Trong nhân nó có gì? Nó có màu xanh xanh này chú. Cái màu xanh này là từ lá dứa mà xanh xay nó ra. Dạ. Mình mới vắt mình lấy cái nước con lá dứa, lấy lá dứa cho con mở cái kia nó có nhân gì chú hả? Nhưng trong này thì có những nấu thịt. Dạ. Mà thiệt luôn, ăn tô no quá rồi, vợ no gì đâu, sao ăn nổi ta. Cái này con nói là đem về buổi chiều tụi con ăn. Cái này phải hấp nấu hay là ăn nó đúng không? Này hấp bằng cơm điện cũng được thôi chứ. Chứ giờ no quá rồi. Này các bạn nhìn này. Nó sẽ xử một chút thôi. Đã luôn. Rất hấp dẫn nè. Rồi hấp lá sen. Chú mở luôn cái này nè chú. Anh mở luôn cái này nè. Dạ chú cắt giùm con cái phần bánh này luôn. Cái này chỉ mở ra thôi chứ còn cái này chú mở luôn một bột bánh giò thì nó sẽ mềm. Và bây giờ chúng ta sẽ mở tiếp cái phần bánh giò á. Đây bánh giò. Đó là hấp dẫn rồi. Wow. Cái gì vậy ta? Thấy gói lá nhiều quá. Quá nhiều lá đúng không? Ồ, đây rồi. Ồ. Cái này giống bánh đúc quá ha. Nhưng mà đây là bánh giò. Bánh giò hả? Bánh giò là gốc miền Bắc đúng không anh? Bánh giò. Còn xôi lá sen gốc miền gì? Miền nào qua được miền Bắc. Bây giờ mình thử đây, mình thử cái này nó mềm không? À, cái bột nó rất là mềm ha. Lấy cái muỗng là được rồi. Đâu? Nè, lấy cái dao nè. Lấy cái dao. Nó bị bể. Đây. Đúng bánh đúc rồi. Rồi, dùng thử thì hai anh. Rồi, ok, giờ mời tiếp tục nhà nhé. Hồi nãy mới giống bánh trúc quyện dị như bánh bao. Không, cái nhân thì giống bánh bao. Còn cái nhỏ đó là bánh... Ôi, em xíu, nó đứt tay thôi. Đứt sao được? Để em ngược tay này. Em ăn ít thôi, em còn nguyên tô bên đây nữa nè. Giờ để ăn hết cái phần này cái hai quý vị. Mình thôi. Nếu Hương xử xong cái tô này cái đúng rồi. Anh bên kia cũng giống mình, có Xuân Duy sao không đẩy ăn ghê. Đây có trứng này, hạt sen này. Bên ngoài là đây là xôi dạng cái xôi lá dứa đó các bạn. Ủa no ghê á. Còn rất là nhiều đồ ăn cuối cuối nữa nha. Thịt băm, tôm, tách mỡ. Cái này rất là ngon. Xong rồi quý vị ơi, tự no quá luôn á, no thiệt luôn á. Và ngày hôm nay thì một lần nữa ha, Lý Hương mời cả nhà đi ăn hủ tiếu Cả Cần. Thì đặc biệt ở quán á, là hủ tiếu của miền Mỹ Tho ha. Thì nó sẽ có là sườn nè, xá xíu nè, với lại là thịt băm đấy. Và một tô như thế này thì bây giờ vẫn có giá là 65.000 ha, không có đổi so với cái thời kỳ mà Lý Hương đã được dùng ha. Và hôm nay thì Lý Hương sẽ kêu một tô là khô. Hôm bữa thì ăn tô khô và tô ướt chia với lại chị Thúy Hiền. Hôm nay Lý Hương sẽ ăn cái tô khô ha. Chị ơi, chị làm cho em một tô khô đi ạ. Dạ. Quán này thì khá là nổi tiếng ha, anh chị Trấn Thành với Hari Won thì cũng có dịp đến đây. Như cô chủ nói là cái đợt mà Trấn Thành với Hari Won đến đây thì cô chủ là bán rất là nhiều vì khách đến rất là đông. Hôm nay thì Lý Hương lại một lần nữa đi ăn, quay cho cả nhà ha. Bây giờ thì nằm ở số là 110 Hùng Vương. Bên kia là bánh bao Cả Cần. Và đặc biệt hiện tại thì tại quán là bán từ 6 giờ sáng cho đến 2 giờ tối luôn ha cả nhà. Tha hồ luôn cái khung giờ rất là rộng để mà ăn. Còn ngày xưa ở cái địa chỉ cũ á, thì là chỉ có là bao nhiêu nhỉ? Buổi chiều thôi, buổi chiều là khoảng 12 giờ đến 1 giờ sáng thôi. Thì bây giờ đã khung giờ nó rộng hơn rồi ha. Rồi xin mời cả nhà đi. Dạ. Quay cô chủ rồi. Đây, không gian của quán ha. Thoáng và đẹp hơn nhiều so với cái tiệm cũ. Giờ này thì cũng chưa có đông khách lắm ha. Đường sẽ chọn cái chỗ bên đây để cho nó mát. Đây là một góc tâm linh của người dân kinh doanh Sài Gòn ha. Lý Hương đi ăn với lại anh Nam Việt ha, với lại anh chủ kênh Sài Gòn ngày nay đang lăn quanh ở ngoài quay phim. Đây chủ kênh Nam Việt. Nếu như mà cả nhà mà ai mà muốn mà học nấu ăn, học thì cũng ghê quá, nói chung là muốn biết cách mà nấu những cái món ăn mà dân dã ha ở miền Tây thì có thể qua kênh của anh Nam Việt. Anh tên là Hoàng Sơn, có rất là nhiều món rất là ngon. Thì bữa nay á là định không có quay review cái này, nhưng mà đi ăn chung với Lý Hương với anh Sài Gòn ngày nay thì quay làm kỷ niệm. Tí xíu nữa mình sẽ đi mua một ít cái đồ nghề cho mẹ nấu ăn. Chia sẻ các bạn sau. Dạ. Đây là phần hủ tiếu khô này cả nhà. Một tô như thế này là 65 ngàn nha, 65 nghìn. Đó, hủ tiếu khô. Mình sẽ nóng quá. Ôi cái này nóng ghê á. Mình sẽ ăn tôm khô tép mỡ nè. Dạ. Đó, còn cái này là cái gì vậy? Tôm khô tép mỡ. Tôm khô với tép mỡ cả nhà. Là mình ăn kèm dưới đây hả anh? Dạ. Rồi mình sẽ ăn với lại rau này cả nhà. Rau cải cúc ở miền Bắc kêu, bên đây là kêu là cần cù ha. Salad. Rồi ở bên đây thì ba anh em kêu thêm ba cái món ở quán nữa. Món này thì lâu rồi, nổi tiếng rồi ha, bánh bao Cả Cần. Ngày xưa Lý Hương cũng có ăn rồi, mà so sánh với lại một cái bánh bao thông thường thì Cả Cần nó nặng hơn nhiều so với cái bánh bao thông thường. Ở đây là cái này là bánh giò. Bánh giò có 15 ngàn cái này thôi, không biết cái này nhiêu ha. Cái này là xôi lá sen ha. Rồi bây giờ xin mời cả nhà cùng nhập tiệc với lại mấy anh em ha. Hoành tráng quá luôn á. Bữa nay vô tình được anh Sài Gòn ngày nay đi mời ăn. Phần của đại ca của Lý Hương, anh Xuân Duy ha. Rồi bây giờ ba anh em mỗi người đều có hết rồi, xin mời cả hội. Anh Tuấn Dương bữa nay không ăn món khô à, phải ăn món nước. Nước thì anh rất là thích ăn cái món nước, nhưng mà bữa anh vào mấy cái quán như quán nhanh, quán thì anh thấy ăn khô thử nghiệm rất là ngon. Bữa nay Sài Gòn rồi, phải Long An thôi. Hùng Vương chỗ Hủ Tiếu Cả Cần. Đúng 110 đường Hùng Vương, ngay ngã tư Nguyễn Chí Phương với lại Hùng Vương. Em vừa mới ngồi ăn, vừa gọi đồ ăn nên ăn gấp được nhiều. Nếu mà em về thì chắc chừng khoảng 30 phút nữa được. Hai 13 chị nhé. Ok. Xíu 30 phút nữa em về em gọi chị liền. 213 Vĩnh Viễn. Ok, em cảm ơn. Dân nhau đi ra lúc nào cũng kêu con không? Đây đâu có sướng như Lý Hương đâu. Lý Hương đâu là YouTuber nổi tiếng rồi. 1, 2, 3, vô! Chúc mừng! Chúc mừng bạn mới bạn số đẹp. Đây là số 6 ạ. Bạn số quá đẹp luôn á. Ba em mua xe là có rửa không? Anh phải bán đi hai cái xe để mua chiếc mới. Bán từ trước từ bay mua chiếc mới. Từ bay mới. Ở Sài Gòn thì mua xe bay. Ở Sài Gòn thì mua xe bay nó đi không có mất. Giống như của người đó, trai này đi làm cùi, trời đi chơi còn gì nữa trời, lúc nào cũng quấn với trai lên người đi. Không, tại vì anh đi công việc nhiều á, anh thải xe ngoài đường anh không có cần quan tâm. Chú Bảy, chú một tôm lâu lâu mới đi chứ còn lên Sài Gòn là không có chỗ đâu. Nhưng mà chú Bảy nó bị sao? Tại tầm 3 năm bán rồi được rồi, tính nhiêu khỏi sửa. Cũ mới, giờ bán thì còn không biết cũ mới.